Ôn lại những kỷ niệm của hơn 40 năm về trước, thật quý báu, không gì sánh được. Chúng ta trân trọng niềm vui, niềm hạnh phúc hiếm hoi này trong cuộc đời khi bước vào ngưỡng cửa thất thập cổ Lai Nghi. Lòng tôi lại bồi hồi, hôm nay tôi đi dự họp mặt gia đình siêu phàm. Đó chính là lý do của buổi họp mặt hôm nay và mãi mãi về sau này. Về tham dự buổi họp mặt gia đình siêu phàm Sài Gòn của chúng ta hôm nay, chúng tôi ban tổ chức xin công bố danh sách quý thầy cô, các vị khách quý đến với gia đình siêu phàm Sài Gòn chúng ta. Trước hết là quý thầy cô của siêu phàm Sài Gòn, xin giới thiệu thầy Nguyễn Duy Linh, chúng ta chọn. Xin giới thiệu thầy Đoàn Viết Tử, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn. Xin giới thiệu cô Lê Thị Quang. Xin giới thiệu cô Nguyễn Thanh Quang. Cô Kha Thị Huấn. Thầy Nguyễn Văn Trang. Cô Lê Thị Kỳ Cúc. Thầy và cô Đinh Ngọc Ẩn. Cô Võ Thị Bình Dân. Cô Võ Kim Hoa. Thầy Tô Minh Tín. Thầy Phạm Hữu Thành. Cô Trịnh Thị Sanh. Về phía trường sư phạm Long An, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Võ Văn Cử Thiết, trưởng ban liên đạc sư phạm Long An. Xin giới thiệu thầy Tôn Thọ Lôi, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh Long An, trưởng ban liên đạc. Xin giới thiệu cô Lần Trì Trọng, thường trực ban liên lạc. Xin giới thiệu thầy Lại Tấn Điện, thường trực ban liên lạc. Trường sư phạm Tây Ninh, xin trân trọng giới thiệu thầy Cao Khắc Vĩnh, nguyên hiệu trưởng trường sư phạm Tây Ninh. Về phía trường sư phạm Quy Nhơn, trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Điệp. Thầy Dương Quang Phùng. Cô Hồ Thị Chiêu Ánh. Thầy Hoàng Minh. Thầy Nguyễn Dũ. Và toàn thể các anh chị cựu giáo sinh sư phạm Nam Việt, sư phạm cấp tốc và 13 khóa của sư phạm Sài Gòn, cho đến giờ phút này theo danh sách chúng tôi nắm được là 346 các anh chị đã đến dự cùng với 20 thầy cô giáo. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu với tất cả toàn thể trong hội trường chúng ta thầy Đoàn Viết Tử, nguyên là hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn, trưởng phụ trách ban liên lạc gia đình sư phạm Sài Gòn, lên phát biểu khai mạc. Kính thưa quý đồng nghiệp, thưa các bạn và giáo sư cũ của các trường sư phạm lần lượt và sư phạm Nam Việt, quốc gia sư phạm Sài Gòn. Trước hết, tôi xin có lời cải chính chức vụ cuối cùng, gọi là chức vụ đi, của tôi là hiệu trưởng trường sư phạm Sài Gòn.
chưa hề là hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Có một thời gian dài, chúng tôi và một số đồng nghiệp nguyên là thầy cô của trường sư phạm Sài Gòn tiếp tục làm việc và công tác tại trường cao đẳng sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa bao giờ đứng trong ban giám hiệu của nhà trường thì xin được cải chính cái điều đó. Thứ hai, cho phép tôi thay mặt cho gia đình sư phạm Sài Gòn cáo lỗi với hai đồng nghiệp rất gần gũi với chúng tôi theo tuổi tác là thầy Lê Ngọc Linh trước và bạn học với tôi ở trường sư phạm, sau thầy là thầy giáo của trường sư phạm Quy Nhơn, rồi trước giải phóng chuyển công tác về trường sư phạm Sài Gòn. Tôi cũng xin được cáo lỗi với thầy Dương Mạnh Cường, là một người đàn anh thân thương của chúng tôi, trước làm ở ban lãnh đạo của Bộ Giáo dục chế độ cũ và sau đó chuyển công tác về trường sư phạm Sài Gòn. Hồi nãy khi giới thiệu anh MC không được thông tin đầy đủ cho nên quên, cho tôi được nhận lỗi về cái chuyện này. Từ trước đó, chúng tôi xin được thay mặt cho gia đình sư phạm Sài Gòn chúc mừng, chúc Tết tất cả các quý vị đồng nghiệp có mặt ở hội trường, và thông qua các quý vị cũng cho phép chúng tôi được gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết các quý vị đồng nghiệp của chúng ta không có mặt ở đây. Thưa các quý vị, theo như tôi học hồi nhỏ thì trong suốt lịch sử Việt Nam chúng ta có nhiều vị thầy. Thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Đình Chiểu, thầy Võ Trường Toản, thầy Trịnh Hoài Đức, và gần gũi với chúng ta là thầy Nguyễn Tất Thành, trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thầy Võ Nguyên Giáp, trường Tư Thục Thăng Long, Hà Nội. Rồi gần gũi chúng ta một chút nữa thì có những người thầy mà chúng ta chưa có quên, thầy Nguyễn Văn Bường, thầy Trương Hữu Tết, thầy Hồ Văn Nguyên, thầy Lương Xuân Mai, thầy Nguyễn Văn Phú, thầy Nguyễn Ngọc Cư, thầy Quỳnh Văn Hai, thầy Tăng Xuân An, vân vân. Về các vị phụ nữ, tôi còn nhớ phu nhân của Úc Trai Nguyễn Trãi, bà Nguyễn Thị Lộ, được bổ làm cung trung giáo tập, một chức vụ đứng vào hàng ngũ viện Hàn Lâm của triều đế. Rồi cũng một vị phụ nữ nữa cũng được bổ vào chức vụ cung trung giáo tập của triều Nguyễn, đó là bà Nguyễn Thanh Quan.
nhiều vị nữ lương khác đã gia nhập vào giáo giới và đã có những công trình lớn lao. Chúng ta rất hãnh diện được là những người tiếp bước của những vị đi trước, những tiên sư như chúng ta thường nghe nói trong lịch sử. Vì vậy cho nên điểm thứ nhì chúng tôi muốn thưa với các quý vị là chúng tôi mạo muội đề nghị tất cả chúng ta hãy đứng lên để có một phút vinh danh các vị tiền bối trong nghề thầy giáo, cô giáo của chúng ta. Xin mời tất cả chúng ta đứng dậy. Thưa quý vị, phúc vinh danh chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin trình bày là chúng tôi cảm ơn, nhiệt liệt cảm ơn sự giúp đỡ của trường Đại học Sài Gòn đã cho phép gia đình sư phạm chúng ta họp mặt, gặp mặt trong dịp này. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các anh chị thầy cô của trường Đại học Sài Gòn đã nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ chúng tôi để tổ chức buổi gặp mặt này. Riêng bản thân tôi xin chúc tất cả chúng ta được khỏe mạnh và hẹn sang năm chúng ta gặp lại vui tươi hơn, nồng ấm hơn và đông hơn. Xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Viết Tử và cũng xin cáo lỗi với thầy về cái sự sai sót trong giới thiệu chức danh. Kính thưa toàn thể quý thầy cô và tất cả các bạn, nhà giáo Nguyễn Y Thuật trong kỷ yếu sư phạm Sài Gòn 50 năm có gửi cho tất cả chúng ta một bài thơ trong đó có đoạn: những tờ cuối cùng luyến lưu rời lệ, háo hức mong chờ họp mặt đầu năm, sẽ gặp lại tình thân mấy mươi năm, ô chất chới như rằng trong giấc mộng. Giữa bao báo dung thế thời cuộc sống, thầy còn là tóc trắng vẫn tinh anh, bạn còn là hồi trẻ thuở học hành, đến ai về ai còn vắng mặt, tiếc người phương xa ngậm ngùi người đã khuất. Xin phút giây lắng đọng giữa hội trường. Đó là nội dung của đoạn thơ Như Xuân Còn Lại, xin gửi đến toàn thể các vị hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu phát biểu của anh Vũ Cao Huyền, đại diện cho gia đình sư phạm Sài Gòn, báo cáo kết quả hoạt động của gia đình sư phạm năm 2013. Trân trọng kính mời anh Vũ Cao Huyền. Kính thưa quý thầy cô, gia đình sư phạm kính mến, kính thưa đại diện các trường sư phạm bạn, kính thưa các vị khách quý và toàn thể các bạn đồng môn trường sư phạm Sài Gòn. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2014, gia đình sư phạm chúng ta tổ chức buổi họp mặt lần thứ 18. Thay mặt cho ban liên lạc gia đình sư phạm, tôi xin gửi đến quý thầy cô, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn đồng môn lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nhiệt nhất.